5 cách để sống hạnh phúc khi về già. Tìm hiểu những mẹo sau để hạnh phúc khi bạn già đi. Bởi nếu cứ phàn nàn vì sẽ già đi, bạn sẽ mất những khoảng thời gian đáng quý. Đối với một thiếu niên, sinh nhật là một ngày rất đặc biệt. Khi lớn lên, không chỉ đơn giản là vui vẻ đãi bạn bè một bữa ăn tại nhà hàng yêu thích, mà còn có thể tự lái xe một mình, về nhà trễ hoặc tự quyết định mình muốn làm gì. Lớn tuổi hơn đồng nghĩa với nhiều lý do, nhiều tự do hơn. Nhưng khi số 29 chuyển thành 30 hoặc 39 thành 40, cái nhìn này có thể thay đổi, năm này qua năm khác. Những thay đổi sẽ xảy ra càng ngày càng nhiều. Về thể chất bạn cũng sẽ thay đổi, sức bền và sự trao đổi chất không còn như trước nữa. Sức khỏe bắt đầu có vấn đề. Kết quả là, khi là một thiếu niên, bạn cho rằng tuổi sẽ tỷ lệ thuận với tự do. Bây giờ bạn có thể cảm thấy rằng tự do của bạn sẽ giảm đi khi bạn già đi, do những hạn chế về thể chất bạn có thể bắt đầu có. Tất nhiên, bạn không thể chống lại thời gian. Nếu bạn cứ phàn nàn về tuổi tác của mình, bạn chỉ không thể tận hưởng được hết thời gian mình có. Hãy nhớ rằng, không phải ai cũng có được phúc trường thọ. Và dưới đây là một số cách bạn có thể tận hưởng tuổi của mình một cách khôn ngoan. Hãy khám phá 5 điều mà Trầm Ơn Thiên Đức muốn gửi gắm tới các bạn nhé. Điều thứ nhất, làm điều bạn thích. Đừng giới hạn cuộc sống của bạn chỉ với sự nghiệp, hôn nhân và gia đình. Hãy làm bất cứ điều gì bạn thích để thể hiện bản thân. Điều này mang đến sự hài lòng với bản thân và tăng cảm giác hạnh phúc. Chắc bạn biết là hạnh phúc giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giảm căng thẳng. Do đó, ổn định sự lưu thông của máu và nhịp tim. Giữ gìn sức khỏe là một trong những tác động tích cực của hạnh phúc. Điều số 2, thử những điều mới mẻ. Bạn không bao giờ quá già để thử một cái gì đó mới. Cố gắng làm một điều gì đó mới mẻ ngoài thói quen của mình. Sự hạnh phúc khi vượt qua thử thách, thách thức có thể làm bạn cảm thấy trẻ ra. Đôi khi bạn cảm thấy thử thách đó có vẻ khá khó khăn, nhưng chính những hoạt động đó về lâu về dài có thể trở thành một thói quen hay thậm chí là sở thích của bạn. Nếu có cơ hội, hãy đặt bản thân vào điều mới mẻ để cuộc sống thêm tươi trẻ và có ý nghĩa hơn. Điều số 3, duy trì giao tiếp xã hội. Một trong những cảm xúc nảy sinh lúc tuổi già là cảm thấy vô dụng khi không còn khả năng làm những việc mà mình trước đây có thể dễ dàng làm. Giữ liên lạc với bạn bè cũ sẽ giúp ta quên đi những cảm xúc đó. Bạn không chỉ có bạn bè để ăn mừng những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn có nhau lúc khi hoạn nạn khó khăn. Và điều thứ tư, sống khỏe mạnh. Chúng ta thường khao khát có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy thử chú ý đến dinh dưỡng và sức khỏe của bản thân và gia đình. Những thực phẩm bổ dưỡng thường giúp cơ thể chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn và hấp thu tốt hơn. Khi một người ở lứa tuổi trung niên, họ thường rất chú ý đến vấn đề thực phẩm bởi chế độ dinh dưỡng dành cho người cao tuổi đôi khi không giống với những người trẻ. Ngoài ra, để sống khỏe mạnh hơn, bạn có thể cố gắng giảm sự căng thẳng mỗi ngày, sống thoải mái và suy nghĩ thoáng hơn. Hiện nay, có rất nhiều người mắc những căn bệnh, những lối sống như là có một số bạn trẻ thường hay thức khuya dậy muộn và suy nghĩ quá nhiều chẳng hạn. Bên cạnh đó, tập thể dục thường xuyên giúp bạn duy trì sức khỏe và cải thiện tinh thần. Mỗi ngày tập thể dục khoảng 30 phút, theo thời gian bạn sẽ cảm thấy mình trẻ và khỏe hơn. Và cuối cùng, điều số 5, đừng so sánh bản thân. Không phải ai cũng có thể trông giống như một người 20 năm tuổi ở tuổi 40. Nếu như bạn tiếp tục so sánh bản thân mình với tuổi trẻ của mình, bạn thậm chí có thể cảm thấy bị trầm cảm. Điều quan trọng là bạn khỏe mạnh và làm việc tốt. Những thay đổi thể chất khi bạn già đi là không thể tránh được. Nhưng điều đó không có nghĩa là tâm hồn của bạn cũng phải thay đổi, đúng không? Bạn có thể sống hạnh phúc và có ích ở tuổi già. Hạnh phúc sẽ ánh lên gương mặt của bạn và khiến bạn đẹp đẽ. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy nếu không có hạnh phúc, điều đó sẽ phản ánh ngay trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ già nếu bạn cảm thấy như vậy. Quý anh chị thính giả của Trầm Ơn Thiên Đức thân mến, trên đây là 5 phương pháp để bạn có thể có được một cuộc sống hạnh phúc hơn khi về già. Hãy bắt đầu ngay để hôm nay cảm thấy mình luôn tươi trẻ, khỏe mạnh và có một kỳ nghỉ hưu đáng mong đợi.
5 cách để sống hạnh phúc khi về già là những gì chúng tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn. Chào mừng Thiên Đức, chúc anh chị thành công và luôn an yên trong cuộc sống. Đừng quên follow kênh và ủng hộ chúng tôi bằng cách để lại like và comment ý kiến của bạn ở trong bài viết này nhé. Trân trọng cảm ơn quý anh chị.